Thưa quý vị, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã kết nạp 712 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 61,4% chỉ tiêu phát triển đảng được giao trong cả nhiệm kỳ. Với 712 đảng viên mới được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đã nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lên gần 13.500 đảng viên. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, chất lượng đảng viên được kết nạp mới không ngừng được nâng lên, trong đó đảng viên trẻ chiếm tỷ lệ khá cao, đảng viên có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học cũng ngày càng tăng hơn so với giai đoạn trước. Để đạt được kết quả này, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy luôn quan tâm đến việc tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức về đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cho quần chúng ưu tú kết nạp.